Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những công việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em xin nhân danh Thầy thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con. Nếu anh em làm nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó cho anh em. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta bước vào tháng 5 là tháng hoa. Tôi nhớ khi nhỏ có học một cái bài vè, gọi là vè về hoa, mà dài lắm, tôi không có đọc hết anh chị em nghe đâu. Chúng ta đọc với nhau cho vui, đỡ buồn ngủ. Tháng 5 nắng lắm biển mặn mòi, vác mai đi soi là bông hoa giếng, hay bay hay liền là hoa chim chim, xuống biển mà chìm là bông hoa đá, bầu bạn cùng cá là hoa san hô, hỏi hán qua hồ là bông hoa sứ, giữ lòng nắm giữ là hoa từ bi, ăn ở theo thì là hoa bầu ngọt, thương ai chua xót là hoa sầu đâu, có sông có cầu là hoa nàng cách, đi mà đụng vách là hoa mù u, cạo đầu đi tu là hoa bông bụt, khói lên nghi ngút là hoa hắc hương, nước chảy dầm đường là hoa mồng tơi, rủ nhau đi cưới là bông hoa dâu, nước chảy rạch sâu là hoa muôn biển. Như tôi với cha xứ ở đây là hoa bông bụt rồi. Đó là cái bài vè dài lắm anh chị em. Khi nhỏ học thì nhớ lổm bổm, có cái dịp đọc lại thì không phải là để kể tên những bông hoa, nhưng mà khi nghe những cái bông hoa đó, chúng ta có cái cảm giác gì? Chúng ta thấy tất cả những gì mà đang xảy ra với mình trong cuộc sống. Đi mà đụng vách là hoa mù u, tất cả đều là hoa cả, tất cả đều là hoa cả. Khi mà ông bà xưa của mình làm cái bài vè này, để thấy tất cả những gì mà con đang thấy đó, con đang xảy ra đó trong cuộc đời của con đó, cha mẹ muốn dạy con cái rằng đều ứng với những bông hoa. Đi qua cầu qua sông cũng ứng với những bông hoa, như là hoa nàng cách chẳng hạn, hoặc là đi mà đụng nước rơi tả tơi là ví dụ vậy, để cho thấy rằng cuộc sống của mình rất là đẹp, rất là đẹp, bởi vì tất cả đều là hoa. Đó là một cái nhìn rất tích cực mà ông bà ngày xưa muốn dạy cho con cái của mình. Chỉ tiếc rằng bây giờ chúng ta hình như là mình không có học mấy cái thứ đó,
mình học cái gì đâu á. Hôm nay cha xứ bảo tôi, thôi thì cha nói về hoa đức tin. Đức tin của mình cũng là hoa đấy. Bởi vì nó là cuộc sống, nó là cái gì đó mình diễn tả ra trong đời sống hàng ngày. Đi mà đụng vách thì đức tin của mình sẽ phản ứng như thế nào? Ví dụ vậy, tôi muốn mời anh chị em cùng với tôi, chúng ta đi lại một chút hành trình đức tin. Mình đi từ Cựu Ước sang Tân Ước, nhưng mà không có dài đâu, đi tí xíu thôi. Điểm lại những gương mặt đức tin trong Kinh Thánh, để xem cái hoa mà mình gọi là hoa đức tin đó, trong cái ngôn ngữ của tháng năm này, nó có những cái màu sắc gì. Nhân vật thứ nhất mà tôi mời anh chị em chúng ta chiêm ngắm đó là ông Abraham. Abraham ở cái độ tuổi là 75, không biết là ở đây có được mấy người, tôi thì còn lâu lắm mà chưa chắc gì sống tới cái tuổi đó đâu. Thì Chúa đến với Abraham mà nói như thế này: hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng, nhà cha ngươi mà đi đến đất ta sẽ chỉ cho. Nếu mà bây giờ Chúa nói với anh chị em dám làm không? Bây giờ Chúa bảo bỏ hết Sài Gòn đi, đi nhà cửa đất đai ruộng vườn, cái nhà mấy tỷ của con nó bỏ hết đi, đi đến một vùng đất phải chi mà Chúa nói là Mỹ hoặc là Pháp hoặc là Canada, Úc gì, phải chi mà Chúa bảo là qua Lào, Campuchia cũng được. Chúa bảo là đến một vùng đất ta sẽ chỉ cho, cứ đi đi rồi sẽ biết. Anh chị em dám không? Không rồi. Chưa, Chúa còn hứa: ta sẽ làm cho ngươi thành một dân tộc lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi, sẽ cho tên tuổi ngươi lẫy lừng, ngươi sẽ làm một mối phúc lành. Mà lúc đó Abraham chưa có một đứa con nào, 75 tuổi rồi cho anh chị em. Ấy vậy mà ông đi, ông bỏ hết tất cả tài sản, cha mẹ ruộng vườn bỏ hết, lên đường cùng với bà vợ của mình và mấy người tôi tớ, đi tới đâu Chúa chỉ đến đó, và đến vùng đất Chúa chỉ cho. Ông dựng nhà dựng cửa bắt đầu ở, Chúa ban cho một đứa con là Isaac. Này thấy chưa, ta hứa với ngươi rõ ràng, ngươi sẽ là một mối phúc lành, bây giờ ta cho ngươi một đứa con. Sinh nó ra, nuôi nó lớn lên được mười mấy tuổi, rất là dễ thương, hằng ngày nó chạy quấn quýt bên mình. Một ngày đẹp trời, có lẽ không đẹp trời chút nào, Chúa hiện ra và Chúa nói: này, này, đem cái đứa con mà ngươi yêu dấu, đứa con yêu dấu nhất của ngươi đó, giết nó đi, xác tế cho ta ở một ngọn núi, ta sẽ chỉ cho. Abraham kinh nghiệm gì thưa anh chị em? Chúa phản bội lời hứa. Đầu tiên trong đầu của ông phải là cái lời đó: và thà Chúa giết con đi, mà con không có đau đớn, bây giờ cái thằng con của con nó vô tội như thế này, mà Chúa bảo xác tế đi, đứa con yêu dấu của ngươi ở một ngọn núi, ta sẽ chỉ cho. Lại chơi cái trò đó. Abraham lại dắt con của mình lẻo đẻo đi lên núi. Thằng con thì nó đơn sơ, nó hỏi: bố ơi, củi có đây rồi, nhưng mà lễ vật thì ở đâu? Như vậy chẳng khác nào đâm vào trái tim của mình. Abraham bảo Chúa sẽ liệu lấy. Sau đó xếp củi lên, chất con của mình lên đống củi đó, vung dao lên định giết nó, và Chúa ngăn lại. Chúng ta gọi đức tin đó là gì thưa anh chị em? Đức tin đó có một màu sắc gọi là sẽ chỉ cho. Màu sắc của phó thác. Mình đi theo Chúa, mình chắc chắn là không biết là Chúa sẽ dắt mình đi đâu. Có lẽ khi mà bác rời miền Bắc đi vào Nam, có lẽ cũng đi lại cái hành trình của Abraham đó. Đi vào trong này sống làm sao, một đám con như vậy. Và không phải là kinh nghiệm của bác đâu, biết bao nhiêu người kinh nghiệm cái điều đó, khi di cư từ Bắc vào Nam, rồi từ cái miền quê hương đất nước của mình phải vượt biển ngàn trùng đến một cái đất nước xa xăm nào đó, mà có thể mình bỏ xác ở ngoài biển khơi, cũng lên đường đến một miền đất ta sẽ chỉ cho. Đức tin
mang màu sắc của phó thác. Chúng ta sang một nhân vật khác, đó là ông Môsê. Ông Môsê được Chúa chọn này giải thoát dân ta ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Mà anh chị em nhớ lúc đó là Môsê đang phạm tội nhá. Ông ta giết một người Ai Cập và đang trốn ở trong sa mạc, đi chăn dê, chăn chiên ở trong sa mạc. Chúa bảo hãy giải thoát dân ta ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Môsê nói: Chúa ơi, Chúa chọn lầm người rồi. Con đang trốn Pharaoh mà bây giờ Chúa bảo con đối diện với Pharaoh, chẳng khác nào nói với Pharaoh: nè tôi nè, bắt tôi bỏ vô tù đi. Chúa bảo đừng sợ, ta ở với ngươi. Và Môsê đã làm như thế. Môsê đã can đảm đối diện với Pharaoh, và bao nhiêu phép lạ Chúa làm bằng mọi giá giựt dân của Chúa ra khỏi tay của Môsê và đưa vào hoang địa. Nhưng mà cái dân này nó đâu có hiền thưa anh chị em. Vào hoang địa nó đi một chút là nó than, nào là không có bánh ăn, không có nước uống, không có thịt, không có cá, không có hành, không có ngò. Nó than như bong bóng vậy. Và Môsê cứ chạy theo mà làm người trung gian giữa Chúa và dân người. Chúa ơi, dân nó kêu con, bây giờ con phải làm sao? Chúa lại bảo với Môsê: bây giờ ngươi phải làm thế này, phải làm thế này, phải làm thế này. Khi mà Chúa giận quá, Chúa bảo: thôi thì để ta diệt nó đi cho rồi, ta sẽ cho ngươi một dân mới. Môsê lại nói: không được Chúa ơi, Chúa không có làm được như vậy. Chúa làm như vậy người ta bảo Chúa ác. Chúa đưa cái đám dân này vào trong sa mạc và Chúa giết chúng. Không có làm được như vậy. Nghĩa là cả cuộc đời của Môsê như thế nào? Đi theo Chúa, làm theo ý Chúa và phải chịu đựng Thiên Chúa và dân của Ngài. Chỉ duy nhất một lần Môsê phạm một sai lầm. Chúa bảo hãy gõ vào đá một cái, nước sẽ chảy ra. Ông vột gõ mấy cái anh chị em? Hai cái. Cho nước chảy nhiều hơn, sợ ít quá nước chảy không có đủ, dân uống không có hết, không có đủ khác, không có đã khác. Thế là ông gõ bon bon hai cái. Cả một cuộc đời đi theo Chúa, giải thoát dân ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, chịu không biết bao nhiêu là khó khăn. Và cái mơ ước của Môsê là gì? Vào đất hứa. Chúa cho vào không? Không. Chúa bảo đất hứa đằng kia kìa, bây giờ ngươi đứng trên núi này, ngươi ngó đi. Ngó xong Chúa bảo hôm nay ngươi chết. Đó ta gọi là gì? Ta gọi là tin đó. Một đức tin không có phần thưởng thưa anh chị em. Một đức tin không có phần thưởng. Một đức tin mà có thể nói là đứng xa xa mà nhìn phần thưởng của mình và không biết nó hình dáng như thế nào. Đức tin có màu sắc của sự khiêm nhường. Chúa muốn nói với Môsê rằng: này con à, tất cả những gì con làm, con là lãnh đạo của dân Israel ư? Con giải thoát dân Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập ư? Con lãnh đạo cả một đoàn dân, con có thể nuôi chúng trong sa mạc 40 năm ư? 40 năm đó anh em đi trong sa mạc, áo anh em mặc đã không rách, chân anh em đã không sưng lên và anh em đã không đói một ngày nào. Môsê công bố như thế. Không phải bởi vì con hay đâu Môsê, nhưng mà ta là Đức Chúa, ta làm tất cả những điều đó, chứ không phải con. Cho nên đức hứa ta hứa cho dân của ta, nhưng mà không phải con. Con đứng xa xa mà nhìn. Đức tin mang màu sắc của khiêm nhường, của không công, không thưởng, không gì hết. Chúng ta lại qua một nhân vật khác, Jeremiah. Jeremiah kinh nghiệm về lời Thiên Chúa đến với mình rất là tuyệt vời. Có lời Đức Chúa nói với tôi rằng: trước khi ngươi thành hình trong già mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Đẹp quá phải không anh chị em? Ông kinh nghiệm được tình thương của Chúa cách đặc biệt vô cùng. Và vì Thiên Chúa đó chọn ông ngay từ trong bào thai, và vì Thiên Chúa đó đặt ông làm ngôn sứ cho muôn dân. Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài.
Các linh mục luôn luôn chọn cái bài đọc này trong lễ mở tay của mình. Nhưng mà đó là chương thứ nhất. Đến chương 15 có thể nói là giữa cuộc đời của ông, thì ông nói như thế này: con vô phúc quá mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì? Ngày xưa thì bảo rằng: Chúa ơi, ngay từ trong dạ mẹ Chúa đã biết con, khi con chưa thành hình Chúa đã gọi con. Còn bây giờ thì nói sao? Con vô phúc quá mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì vậy? Để người ta chống đối con, cho cả nước gây gổ với con, con không cho ai vay, con cũng chẳng mượn của người, thế mà cứ bị nguyền rủa. Lạy Chúa của con đã chẳng đem thiện trí để phục vụ Ngài hay sao? Vậy tại sao Ngài cứ để cho con đau khổ hoài, mang vết trọng thương hết đường cứu chữa? Tại sao Chúa làm con đau khổ đến như thế? Ngài là ai đối với con? Phải chăng Ngài chỉ là ngọn suối trong ảo mộng, là dòng nước mơ hồ? Cả một cuộc đời xác tín về ơn gọi của mình, dấn thân cho Chúa và bị Chúa hành hạ cho đến nỗi đau khổ và nguyền rủa chính mình, và nói rằng con vô phúc quá, thà con đừng sinh ra thì hơn. Và cuối cùng cũng chẳng thấy Chúa đâu. Hình như Chúa chỉ là dòng nước của ảo mộng, mơ hồ. Đức tin đó mang màu sắc của thử thách, và thử thách cho đến tận cùng màu sắc của bóng đêm. Màu sắc của bóng đêm, của thử thách. Màu sắc của khiêm nhường, của không phần thưởng. Màu sắc gì nữa thanh chị em? Màu sắc của phó thác, hoàn toàn không thấy tương lai. Đó ta gọi là hoa đức tin đó. Và hoa đức tin đó đã được nở rộ, đã được điểm tô, đã được khoe tất cả những màu sắc đó, của phó thác đó, của thử thách đó, của khiêm nhường đó, nơi cuộc đời của Đức Maria, mẹ của chúng ta. Đức tin của mẹ chẳng phải là thử thách lắm sao? Đức tin của mẹ chẳng phải là không một phần thưởng nào sao? Đức tin của mẹ chẳng phải là không thấy tương lai đó sao? Thiên thần nói với mẹ như thế nào? Này, bà sẽ cứu mang một người con với quyền năng Chúa Thánh Thần. Này, bà sẽ cứu mang người con đó, và người con đó sẽ được gọi là con đấng tối cao. Người sẽ ngự trên ngai vàng vua David tổ tiên của người, và vương quyền của người sẽ vô cùng vô tận. Mẹ thấy tương lai như thế nào thưa anh chị em? Rất sáng lạng. Con của mẹ tuyệt vời. Con của mẹ ngự trên vang ngai. Con của mẹ là Chúa. Con của mẹ là vua. Nhưng mà mẹ từ từ mẹ thấy gì? Mẹ thấy người ta không có đến chúc tụng mẹ, mà mẹ thấy mẹ phải chúng chuối chúng nhủi cùng với Giuse chạy sang Ai Cập, vất vả nơi xứ người, chẳng ai biết mặt mũi của mẹ Thiên Chúa như thế nào. Rồi sau đó chạy về Nazareth, sống lầm lũi ở cái vùng quê Nazareth đó, không một lời chúc tụng, không một tiếng khen. Cái ông Giê-xu này con của Đức Chúa ư? Chẳng có nên trò trống gì hết. Làm một bác thợ mộc, đi dựng nhà, dựng cửa cho người ta, chẳng thấy rao giảng gì cả, chẳng thấy vương quyền gì cả. Rồi một ngày kia, Ngài lên đường đi rao giảng, vừa mới mở miệng ra người ta bảo: Ô, cái ông này không phải là con của bác thợ mộc và bà Marisa sao? Hình như là bị mất trí rồi đó. Rồi làm phép lạ, người ta lại bảo rằng: Này, ông này dùng quyền năng của quỷ mà trừ quỷ. Người ta tán dương cũng nhiều, chúc tụng cũng nhiều. Nhưng mà có lẽ thử thách lớn nhất mà Đức Maria phải chịu, đó là thử thách của Abraham. Thử thách về lòng trung tín của Thiên Chúa. Thử thách về cái điều mà Abraham phải trải qua này: ngươi hãy xác tế người con yêu dấu nhất của ngươi cho ta. Đức Maria đã đi vào cái kinh nghiệm đó. Cái kinh nghiệm mà người con mà Chúa hứa rằng sẽ ngự trên ngai vàng vua David tổ tiên của người, mẹ không thấy gì hết. Mẹ chỉ thấy rằng con của mẹ ngai vàng không có, chỉ có thập giá thôi. Và đó là án tử hình, đó là cây gỗ bị nguyền rủa, và con của mẹ phải chết như một tên tử tội. Chúa phải chăng không có trung tín với lời hứa của Ngài? Tôi không cần Chúa ban thưởng cho tôi,
cần Chúa trung tín thôi. Chúa không trung tín, Chúa không cho một phần thưởng nào cả, và Chúa lột hết tất cả những gì Chúa hứa với tôi. Ấy vậy mà linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng. Hoa đức tin là vậy đó, thưa anh chị em. Chúng ta có dám nở bông hoa đức tin đó trong cuộc sống của mình không? Có không thưa anh chị em? Có chứ. Tôi quen với hai vợ chồng ở Alabama, một tiểu bang ở bên Mỹ. Xin chị em vài phút nữa, hơi dài. Hai vợ chồng dành dụm có được một cái chợ, một cái siêu thị Việt Nam rất là tốt lành, buôn bán thuận tiện vô cùng. Một đêm mưa tầm tã, vỡ đập, nước tràn vào, ngập hết cái chợ lên một nửa. Thế là cái chợ đó hư hết. Bảo hiểm không trả đồng nào, bởi vì hai vợ chồng không có mua bảo hiểm lục. Thế là mất trắng thưa anh chị em. Cô vợ đau khổ lắm, quỳ cầu nguyện và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin cho con có đủ sức để mà đón nhận cái biến cố này. Cô em quỳ bên cạnh nói: chị cầu nguyện cái gì mà kỳ vậy? Tại sao chị không nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy cho con tiền, hãy giúp đỡ con, hãy cho ai đó cho con mượn tiền để mà con xây lại cái chợ? Tại sao chị lại cầu xin: lạy Chúa, xin cho con có đủ khả năng để chịu đựng biến cố này? Chị trả lời rằng: em à, Chúa cho mình, Chúa lấy đi, của Chúa mà, mình có gì đâu em. Thôi thì mình cầu xin Chúa cho mình biết đón nhận. Hai vợ chồng mất hết, mà anh chị em biết bên Mỹ mà không có việc làm là nhà cũng bay, xe cũng bay, cái gì cũng bay hết. Cuối cùng vợ chồng con cái đều bồng đi về nhà bà ngoại mà ở. Một năm sau, mượn được ít tiền trong gia đình, hai vợ chồng ki cớp mở một cái trạm bán xăng nhỏ nhỏ thôi. Rồi Chúa chúc lành, cái xăng bán buôn cũng được. Thế là mở bên cạnh cái xăng đó một cái quầy nhỏ nhỏ bán tạp hóa. Thế là cũng khá khá lên. Và lúc mà hớn hở khá khá lên rồi thì chị vợ té xỉu, đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói có một cái khối u ở trong đầu, lại một lần nữa sụp đổ. Thế là chị vợ cứ cầu nguyện và nói: cha ơi, cha cầu nguyện cho con. Bác sĩ bảo không mổ được, cứ mang như vậy đi cho đến một ngày nào đó Chúa gọi chị về. Cách đây không lâu, chị ấy gọi điện cho tôi. Tôi hỏi thăm: sao rồi, còn té xỉu nữa không? Chị ấy nói: hết rồi cha, con cầu nguyện với Đức Mẹ bây giờ hết rồi, lâu lâu mệt tí thôi. Đó ta gọi là gì? Là tin đó. Trong gian nan thử thách của cuộc đời mình, mình luôn luôn bám vào Chúa. Bởi vì tin vào lòng trung tín của Thiên Chúa, tin vào ngay cả lúc mình không thấy gì để mà tin, tin ngay cả lúc mình không còn gì để mà tin, tin ngay cả lúc mà Chúa vừa cho hé lên một tia hy vọng và sau đó lập tức Ngài cướp đi, thì con vẫn tin. Bởi vì Ngài là Thiên Chúa của trung tín và yêu thương. Đó là hoa của đức tin đó, thưa anh chị em. Và hoa đức tin đó chúng ta phải truyền lại cho con cháu của mình. Khi nhỏ, trẻ trẻ xinh xinh như các bạn, chúng ta là nụ hoa. Hai mấy ba mươi mình nở ra là bông hoa. Cỡ như tôi bây giờ thì không còn là bông nữa rồi, mà là cành hoa hoặc là thân hoa. Như cha là bây giờ là đi xuống là gốc hoa rồi. Cho đến một ngày nào đó chúng ta chết, chúng ta trở thành rễ hoa. Cái rễ đó tuyệt vời lắm thưa anh chị em. Nó bám sâu vào lòng đất. Nó hút cái gì? Hút nhựa sống, đúng không? Hút nước, hút chất, hút khí, truyền lên cho thân, thân truyền lên cho cành,
cành truyền lên cho lá, lá truyền lên cho hoa, và hoa nở ra cho đời. Đó là điều mà anh chị em đã làm và đang làm. Đó là điều mà bác đây đang làm. Cái đời sống đức tin của mình đó, mình tiếp tục truyền lại cho con cháu của mình. Con cháu của mình nó truyền cho cháu chắc của mình. Cháu chắc của mình nó truyền cho chúc chít của mình. Tôi có một người bạn tặng cho tôi một bức tranh thiền. Cái bức tranh thiền đó, một cái cây cổ thụ rất là cằn cỗi, nhưng mà bông hoa rất là đẹp. Nhưng mà rễ của nó không có bám xuống đất, mà rễ của nó bám ở trên trời. Cái rễ bám ở trên trời, từ trên trời trong đám mây đó mọc ra cái thân cây cằn cỗi, rồi ra những cái cành lá, rồi những bông hoa. Ông bà tổ tiên của mình đang bám rễ vào trong Thiên Chúa và hút lấy từ Thiên Chúa ân sủng truyền xuống cho cha mẹ ông bà của mình còn sống đây, là thân là cây, truyền cho chúng ta là những người trẻ là cành, là hoa, là lá, để chúng ta trở thành những bông hoa cho cuộc đời này, tuyên xưng niềm tin của chúng ta giữa thế gian đang đau khổ và đầy những bóng đêm này. Thưa anh chị em, cho nên tháng hoa này, mỗi lần anh chị em đến dâng hoa cho Đức Mẹ, xin nhớ đến hình ảnh đó. Xin cho chúng ta không chỉ là bông hoa, mà cành là lá, là cây, là gì cũng được. Và nếu một ngày kia có là rễ cũng được. Thì xin cho từng giây từng phút trong cuộc đời của con luôn hút lấy ân sủng của Thiên Chúa, luôn bám vào Thiên Chúa và truyền cái nhựa sống đức tin đó cho anh chị em của mình, và đặc biệt cho con cái của mình, để đời sống, để gia đình của chúng con là cây đức tin. Và đó ta gọi là tin, và đó ta gọi là sống đức tin. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta. Amen. 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 Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bước sang ngày thứ hai của tuần tịnh tâm. Chúng ta đang ở trong chủ đề được giao hòa với Thiên Chúa trong Đức Kitô. Và hôm qua chúng ta đã mời gọi nhau diện đối diện với Chúa trong đời sống cầu nguyện của chúng ta, để nơi đó chúng ta gặp gỡ được Ngài, để nơi đó chúng ta kinh nghiệm về sự hiện diện của Ngài một cách cụ thể đầy quyền năng qua lời của Ngài và qua bí tích Thánh Thể. Chiều hôm nay chúng ta được mời gọi đi thêm một bước nữa. Nếu chúng ta đã thật sự gặp gỡ Chúa thì chúng ta được mời gọi trở nên giống Chúa. Và cái đặc tính đầu tiên của Ngài đó là chạnh lòng thương. Cho nên đề tài hôm nay mà chúng ta sẽ chia sẻ với nhau đó là lòng thương xót. Hãy xót thương và hãy để cho mình được xót thương. Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích phúc âm theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy ông Phê-rô đến thưa cùng Chúa Giê-xu rằng: Thưa Thầy, khi anh em con xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải là 7 lần không? Chúa Giê-xu đáp: Ta không bảo con phải tha thứ đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này thì nước trời cũng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dâng đến cho vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sắp mình xuống dưới chân chủ và vang lên rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả. Người chủ chạnh lòng thương trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy, bóp cổ và nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Bấy giờ người bạn sắp mình xuống dưới chân và vang lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục
cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. Bây giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn của ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận trao y cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Vậy cha ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em rất thân mến, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị để lại cho chúng ta một câu nói mà có lẽ rất đúng cho cả thế giới trong tình cảnh của ngày hôm nay. Ngài bảo rằng: ở nơi đâu nếu không phải là nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, thế giới này tìm được nơi trú ẩn và ánh sáng của niềm hy vọng. Đúng là trong cái bối cảnh của thế giới ngày hôm nay mà từng ngày, mỗi ngày, anh chị em và tôi, bất cứ giây phút nào chúng ta có thể nghe trên tivi hoặc là có thể xem tin tức ngay trong chiếc điện thoại của mình, những con số mà chúng ta không có muốn xem chút nào, đó là bao nhiêu người nhiễm bệnh, bao nhiêu người chết, được cập nhật từng giây từng phút. Và ở đâu chúng ta có thể tìm được nơi trú ẩn, ở đâu chúng ta có thể tìm được sự chữa lành? Và không chỉ thế mà chúng ta còn phải thấy được ánh sáng của niềm hy vọng, có nghĩa là chúng ta phải thấy được con đường để tiến về phía trước. Đức Thánh Cha Francisco mô tả thế giới này bằng một cụm từ thôi, thưa anh chị em: một thế giới bị tổn thương. Một thế giới bị tổn thương là một thế giới nào mà chúng ta nhìn môi trường sống của chúng ta quả thật là đầy những vết thương, và là những vết thương tan khoác, những vết thương mà nó đang rỉ máu. Bắc cực, Nam cực, băng đang tan chảy, nước biển dâng lên, lũ lụt. Không chỉ thế mà chúng ta còn lại thấy cháy rừng. Và một cách cụ thể tại Việt Nam của mình, thưa anh chị em, năm nay cả cái vựa lúa miền Nam của chúng ta, cả cái đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta rơi vào một tình trạng khô hạn và bị nhiễm mặn rất là nặng nề. Anh chị em xem tin tức thật là đau lòng. Đồng ruộng thì nứt nẻ, và nếu có nước ở trong kênh thì mặn chát, cho nên lúa mất mùa, trái cây năm nay cũng không có nước ngọt để mà tưới, và thậm chí là con người cũng không có nước ngọt để mà uống. Không có cách xa chúng ta, thưa anh chị em, chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi, anh chị em đi xuống Long An, anh chị em đi xuống Bến Tre, anh chị em đã thấy bà con của mình phải mua nước ngọt, và tiền mua nước ngọt còn mắc hơn là tiền đi mua thức ăn. Một thế giới mà môi trường sống chúng ta thấy bị tổn thương rất là nặng nề. Và Đức Thánh Cha nói không chỉ là môi trường sống của chúng ta, hay nói một cách khác, ngôi nhà của chúng ta đang bị sụp, đang bị vỡ, đang bị đổ, mà chính mỗi người chúng ta, thưa anh chị em, trong cái thân xác của mình cũng đầy những vết thương. Chúng ta sống trong một thế giới mà đang gặp những cái nạn chiến tranh rất là nặng nề. Ở bên Syria, ở bên Yemen, người ta đang đói,
và ước tính mỗi ngày thưa anh chị em có 22.000 trẻ em chết đói mỗi ngày, 22.000. Và ở ngay Yemen chứ không đâu khác, nửa triệu dân ở trong quốc gia đó đang đói khát mỗi ngày mà chúng ta không nhớ họ. Và một lần kia trong cái cuộc gặp gỡ giới trẻ ở Roma, một bạn từ Yemen nói rằng thế giới đã quên chúng tôi rồi. Biết bao nhiêu đông người đang đau khổ thưa anh chị em vì di dân, đang ở trong cái tình trạng đất nước của mình bị chiến tranh và di dân. Chúng ta thấy rất là rõ ở Syria, ở Thổ Nhĩ Kỳ. Còn thế giới thì đang đối diện với một trận dịch mà nó đi vào từng gia đình của anh chị em và tôi. Và có những tình trạng rất là đau lòng, ví dụ như ở bên Ý, bởi vì số bệnh người ta mắc rất là cao và công cụ y tế hỗ trợ thì lại rất là thấp và không có đủ, cho nên rất là nhiều người già đã qua đời. Một thế giới thưa anh chị em chúng ta gọi là bị tổn thương. Nhưng mà sâu xa hơn nữa, cái bị tổn thương đó là nó nằm ở trong linh hồn của mình. Khi con người của chúng ta gặp rất là nhiều cái cơn nghiện, không phải nơi thể xác của mình mà trong linh hồn của mình ngụp lặng ở trong tội. Và Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng không cần các con phải đi ra ngoài mới bị cám dỗ, mà cơn cám dỗ nó chạy ngay ở trong phòng của các con, ngay trong bàn tay của các con. Ngay lúc mà vợ chồng đang nằm cạnh nhau thì vẫn có thể bị cám dỗ ngoại tình. Vợ nằm đó mà bên này thì nhắn tin cho người khác. Cho nên trong những ngày này chúng ta thấy thế giới đang chậm lại. Cái cỗ máy nhịp sống hàng ngày của chúng ta vận hành kinh tế nó đang quay chậm lại. Tất cả những gì mà con người đang chạy đua với nó để kiếm ra đồng tiền hay là trong những cuộc vui, chợt chậm lại và thậm chí dừng lại hẳn. Phải chăng đó là một dấu để chúng ta tìm về lại với cái căn cội của mình, nhìn về lại chính mình thưa anh chị em, để chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang đói, đang khát, không phải là bánh ăn, không phải là nước uống mà thôi, mà là cái đói khát thẳm sâu ở trong tâm hồn của mình, đói khát ân sủng của Thiên Chúa, đói khát lòng xót thương. Bài tin mừng ngày hôm nay kể cho chúng ta nghe một câu chuyện. Một câu chuyện mà có thể nói rằng một phần nào đó khi anh chị em nhìn vào có thể thấy mình ở trong đó. Tin mừng nói rằng một cái ông chủ này có một người đầy tớ và kêu người đầy tớ đến để tính sổ nợ với mình. Và cái người đầy tớ này lạ lắm, được ông chủ này cho mượn rất là nhiều. Ở đây dịch là 10.000 nén bạc, nhưng mà ở trong phụng vụ dự kinh thì dịch là 10.000 yến vàng. Tôi thì thưa anh chị em, tôi đọc trong sách chú giải thì người ta dịch là 10.000 talents. Đó là một cái cách tính của người xưa, mà nếu quy ra tiền thưa anh chị em với thời giá của ngày hôm nay thì là 15 tỷ đô la. 15 tỷ đô la. Tại sao mà cái ông vua này có thể cho cái người đầy tớ mình mượn một số tiền lớn đến như thế? Và so sánh với vua David khi mà ông ta gom vàng để cho Salomon xây đền thờ Jerusalem thì ông ta lúc đó chỉ có 5.000 talents vàng mà thôi. Có nghĩa là bằng một nửa cái số tiền mà cái ông chủ trong bài tin mừng này cho đầy tớ của mình.
Có nghĩa là gì thưa anh chị em? Ở đây chúng ta thấy rằng cái người chủ này rất quảng đại, cho và cho và cho và cho một cách đầy tràn. Nhưng mà vấn đề là gì? Cái người đầy tớ này không nhận ra ân huệ mà chủ ban cho mình. Cho nên khi mà hỏi rằng có xin lợi gì không, trả nợ đi, thì người đầy tớ này rất dõng dạc và nói rằng: xin ông tha thứ cho tôi và cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả tất cả cho ông. Làm sao có thể trả hết 15 tỷ đô la thưa anh chị em? Đó là điều không tưởng. Nhưng mà ông ta vẫn có thể nói rằng: tôi sẽ trả hết cho ngài. Nhưng mà rất là lạ, phản ứng của ông chủ là gì? Là khi cái tên đầy tớ này quỳ xuống mà xin, thì tin mừng nói rằng ngay lập tức ông chạnh lòng thương. Ông liền chạnh lòng thương. Sau đó là sao? Giải thoát nó, thả nó đi, thả hết, và không có một điều kiện nào. Ở đây Chúa Giêsu Kitô muốn nói rằng Thiên Chúa là Cha của chúng ta, ban cho chúng ta một cách đầy tràn. Nhiều lắm thưa anh chị em, những cái ân huệ vô cùng trong cuộc sống của mình. Và những ân huệ đó là đâu? Thưa đây này, chính thân xác này, chính linh hồn này, chính con người này, với tất cả những gì mà tôi vẫn có và đang có và tiếp tục hiện hữu trong cái sự sống này, hoàn toàn là do Chúa ban. Mở mắt ra, gia đình của mình mở mắt ra, cuộc sống này, thế giới này đều là do Chúa ban. Chúng ta mắc nợ ngài vô cùng, nhưng mà chúng ta đối xử với nhau như thế nào? Tin mừng Matthew rất tinh tế khi mà so sánh. Một bên thì mắc cho đến 10.000 yến vàng, một bên thì chỉ mắc nợ có 100 quan tiền, có nghĩa là 100 ngày công. Nói một cách khác là chỉ có 3 tháng lương thôi. Và bên này thì sao? Sụp lại và nói với chủ rằng: xin ngài cho tôi một kỳ hạn. Cái chữ cho tôi một kỳ hạn đó thưa anh chị em cũng có nghĩa là: xin ngài nhẫn nại với tôi. Bên này người này cũng nói y như vậy: xin ngài nhẫn nại với tôi và tôi chắc chắn sẽ trả. Mà trả được không? Thưa được, bởi vì chỉ có 3 tháng lương thôi. Nhưng mà phản ứng là gì? Bên này ông chủ liền chạnh lòng thương, còn bên này cái tên này liền túm lấy cái người ấy. Bên này thì tha cho đi, còn bên này thì bóp cổ. Bên này thì tha thứ hết, còn bên này tin mừng viết rất là rõ. Nếu anh em chị em đọc bản gốc thì nói rằng lòng anh ta không muốn, anh ta quay lưng đi và anh ta tống ngục cái người bạn đó vào trong tù. Tống ngục nó vào trong tù thì làm sao mà nó đi làm để mà nó trả nợ được? Cho nên ở đây chúng ta thấy một thái độ hoàn toàn khác. Bao nhiêu ân huệ Chúa ban cho tôi không thấy. Bao nhiêu điều tôi đang lãnh nhận và một cách tràn trề. Bao nhiêu cái điều sai phạm Chúa tha thứ hết. Ấy vậy mà một người bạn của tôi lại đối xử một cách nhẫn tâm. Nhẫn tâm như thế nào? Tin mừng Matthew nói rằng lòng anh ta đóng lại, anh ta không muốn. Thứ hai, anh ta quay lưng ly. Thứ ba, anh ta tống ngục. Và trong nội tâm của anh ta là gì? Anh ta muốn người này chết. Cho nên tin mừng mới nói là anh ta túm lấy, anh ta bóp cổ. Vì vậy mà mới nói: hỡi tên đầy tớ gian ác. Có nghĩa là gì? Nơi lòng của người ấy sự dữ đang chiếm lấy. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta lại có một đấng mà đấng đó yêu thương chúng ta. Đấng đó trở thành sự hiện thân của lòng thương xót Chúa. Đấng đó là trái tim của Thiên Chúa, một trái tim bằng thịt.
Này sẽ đến lúc ta ban cho các ngươi một trái tim bằng thịt, một trái tim máu đỏ. Ta sẽ cất khỏi lòng các ngươi quả tim chai đá và sẽ ban tặng cho các ngươi một quả tim biết yêu thương. Đó là lời mà Đức Chúa nói với ngôn sứ Ezekiel. Lời đó đã thành hiện thực chưa? Thưa thành rồi. Thiên Chúa đã ở giữa con người và trái tim của Thiên Chúa trở thành trái tim của con người, cùng một nhịp đập với chúng ta, cùng một sự sống với chúng ta, cùng một dòng máu với chúng ta, một trái tim bằng thịt. Cho nên cái ngôn ngữ mà Ngài liền chạnh lòng thương, cái chữ chạnh lòng thương đó thưa anh chị em có nghĩa là gì? Compassion, có nghĩa là đồng đau khổ. Thiên Chúa chạnh lòng thương cho chúng ta có nghĩa là Ngài đồng đau khổ với chúng ta. Ngài ban cho chúng ta trái tim của Ngài là chính Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô ấy đã cùng đồng đau khổ với chúng ta. Không chỉ thế mà còn mang lấy tất cả bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta. Không chỉ thế mà còn mang lấy hết tất cả những vết thương của chúng ta nơi thân thể của Ngài. Và trái tim đó đã mở toang ra, bị đâm thâu, tuôn chảy cho đến giọt nước, giọt máu cuối cùng. Chưa hết, Ngài còn tha thứ cho chúng ta hết mọi tội khiên. Chưa hết, Ngài còn ban thưởng cho chúng ta. Chúng ta được tha thứ trắng án là may lắm rồi. Ấy vậy mà Chúa nói gì? Ngay hôm nay anh ở trên thiên đàng với tôi. Trong tin mừng cứ gọi là tên trộm lành. Thưa anh chị em, nếu mà nó đã là lành thì nó không bị treo lên cây thập giá. Nó mà lành thì nó đã không bị giết. Nhưng mà tại sao chúng ta gọi là trộm lành? Thưa, chỉ vì đơn giản người ấy đã mở trái tim của mình ra để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta suy niệm bài tin mừng này, và Chúa muốn chúng ta chỉ có một điều thôi. Thưa anh chị em, hãy tha thứ cho anh chị em của mình. Không phải là 7 lần đâu con, như là Phêrô nói, mà Chúa nói là gì? 70 lần 7. 7 lần là một con số trọn hảo, nhưng mà ở đây còn vượt hơn mọi thứ trọn hảo của lề luật. Đi cho đến tận cùng, đi cho đến vô cùng, và tha thứ vô cùng cũng đồng nghĩa là yêu thương vô cùng. Cái chữ nhẫn nại ở trong tin mừng mà nói, xin ông cho tôi một kỳ hạn, hay dịch một cách khác, xin Ngài hãy nhẫn nại với con. Tiếng Việt của mình hay lắm thưa anh chị em. Ở trong Hán Nôm của mình, cái chữ nhẫn đó được kết hợp bởi 2 bộ. Bộ bên dưới là bộ tâm, tượng trưng cho trái tim. Bộ bên trên là bộ đao, chém 3 nhát xuống. Một trái tim mở toang và chấp nhận bị chém, bị đâm thâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Ở đây là lòng thương xót của Thiên Chúa. Ở đây chúng ta thấy gì? Ở đây là chữ nhẫn của Thiên Chúa. Ở đây là yêu thương cho đến tận cùng. Một buổi chiều tôi đang đứng ở trong sân nhà dòng. Một bà mẹ dẫn một cậu con trai đến và nói với tôi rằng: cha ơi, cha khuyên con của con nó vài lời. Tôi đâu có biết hai mẹ con, cho nên tôi nói rằng thôi mời vào trong nhà dòng, ngồi ở phòng khách và xem tôi có thể giúp được gì chăng. Thì tôi mới hỏi với cậu bé rằng: con năm nay con bao nhiêu tuổi? Thưa cha, con 25 tuổi. Cha giúp gì được cho con? Thưa cha, con mới đi tù về. Con ở trong tù bao lâu? Thưa cha, 5 năm. Con làm gì con vô tù?
thưa cha, con đánh người ta mà không có đánh thường. Con đánh người ta cho đến nỗi mà người ta rơi vào tình trạng thực vật luôn. Và sau đó thì con phải đền bù và con bị đi tù. Ở trong tù sao con? Thưa cha, trong tù cũng tùy lắm cha. Nếu mà mình có tiền mình ở phòng 5 sao, 4 sao, 3 sao. Tôi không bảo anh chị em vào trong đó để thử coi nó như thế nào á. Nhưng mà con thì không có tiền cho nên khổ lắm cha. Nhưng mà một lần kia vào ngày Tết có một cha đến dâng lễ. Và sau đó thì Ngài cho bóc lọc lời Chúa. Con bóc được một câu á cha. Câu gì? Phúc cho ai biết xót thương vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Khi mà con đọc được cái câu lời Chúa đó cha biết không, tự dưng lạ lắm cha. Con nhớ lại hết tất cả những gì con đã làm. Ở trong quá khứ con gặp ai, con đánh ai, con chửi ai. Thậm chí con còn nhớ luôn con đánh như thế nào, tay con xuống như thế nào, gối con lên như thế nào. Nhưng mà điều làm cho con hối hận nhất là cái anh mà con đánh anh ta cho đến nỗi mà anh ta rơi vào tình trạng hôn mê và sống thực vật luôn. Và anh ta có một người vợ và một đứa con nữa. Và con hối hận. Cái tự dưng cái con cầu nguyện cho anh ta, con làm tất cả cái gì con cũng nhớ đến anh ta. Và con xin Chúa một điều thôi thưa cha, đó là cho anh ta được tỉnh lại. Và cứ như thế hơn 2 năm. Trước khi con về thưa cha, con nghe được cái tin cách đây mấy tháng anh ta tỉnh lại cha. Và anh ta mạnh khỏe cha ơi. Con mừng còn hơn con ra khỏi tù nữa. Rồi bây giờ tôi giúp gì được cho bạn? Cha coi có hội đoàn nào cha giới thiệu cho con. Con muốn tham gia, con muốn làm lại cuộc đời. Đúng là một con người bị tổn thương, ở trong một thế giới bị tổn thương và gây cho người khác quá nhiều thương tổn. Đúng là một con người có thể nói là quay quắt trong cái xã hội này với những nỗi đau của mình. Nhưng mà ân sủng của Chúa có không? Thưa có. Và ngay cả trong cái bế tắc nhất, trong cái nhà tù nơi mà có thể nói rằng bị bỏ quên, thì nơi đó Chúa vẫn thấy, Chúa vẫn xót thương. Và lời của Chúa đã chiếu vào trong cái căn phòng đó, nơi cái tâm hồn đó, và đã biến đổi cuộc đời của anh ta. Anh ta biết cầu nguyện. Và trong cái lời cầu nguyện đó, người bạn trẻ đó của chúng ta đã được chữa lành. Và cuộc đời của anh ta thay đổi. Thưa anh chị em, mới hôm qua thôi buổi chiều, trước khi tôi đến dâng lễ cho anh chị em, tôi cũng gặp một cái anh. Anh này thì 40 mấy 50 rồi. Và anh ta nói với tôi rằng: thưa cha, con vào tù ra khám là mấy lần rồi đó cha, mà cái lần lâu nhất là 9 năm. Anh làm nghề gì? Con buôn bán ma túy. Người xăm đầy mình. Sao mà tôi cứ toàn là gặp giang hồ đi tìm không thôi đó. Và con muốn xưng tội. Con đã bỏ Chúa từ năm con 6-7 tuổi gì đó. Con nhớ đó là lần cuối cùng con đi nhà thờ. Tại sao anh muốn xưng tội? Thưa cha, con thấy Chúa vẫn xót thương con. Ở trong tù con vẫn làm dấu khi con ăn cơm. Ở trong tù con vẫn cầu nguyện. Mặc dầu ở trong tù con vẫn chơi ma túy. Bởi vì thưa cha, ở trong tù mua ma túy còn dễ hơn là mua mì gói. Và trong suốt 9 năm đó không một người đến thăm con. Và con bước ra cuộc đời này, con hận cuộc đời này. Nhưng rồi con thấy Chúa vẫn thương. Ngài dẫn đưa, con gặp được một người vợ thương con. Con có một gia đình, con muốn làm lại cuộc đời.
được xót thương thưa anh chị em. Nếu chúng ta kinh nghiệm rằng mình được xót thương, thì trước tiên và trên hết chúng ta được chữa lành. Và chính lúc mà chúng ta kinh nghiệm mình được xót thương, mình mở lòng mình ra, thì ngay lập tức ánh sáng của lời Chúa chiếu vào, thì mọi cái u tối, cái hắc ám nơi tâm hồn của mình bị đẩy lùi. Và ngay lập tức là gì? Cái lòng xót thương của Chúa nó tuôn chảy trong cuộc đời của mình, và mình sẽ trở thành những mạch nước của lòng xót thương tuôn chảy đến anh chị em của mình. Một chị nói với tôi như thế này: con có một người bạn, hai chị em bạn, hai gia đình ở sát bên nhau, buôn bán tạp hóa với nhau, rất là thân. Bên này bán không có hàng, lấy bên này bán giùm, hai bên thân thiết, hai nhà chơi với nhau, con cái chơi với nhau. Một ngày kia, cái chị bạn của con nói với con rằng: em ơi, tối nay cho hai anh chị bên này gặp hai vợ chồng em. Con thấy, ủa sao cái gì mà sao nghiêm trọng thế? Nhưng mà khi tối đến ngồi xuống thì chị bạn của con mới nói với con như thế này, đưa một tờ giấy và nói: em ơi, chồng của em mắc nợ anh chị 1 tỷ. Lý do là cái người chồng này chơi đánh bài, cứ mỗi lần mà thua thì qua bên này mượn tiền, mỗi lần mà thua thì qua bên này mượn tiền, và mượn bao nhiêu cũng đưa. Con đau khổ và nói rằng: tại sao chị không nói cho em biết mình thân với nhau quá mà, tại sao chị để chồng em như thế này? Thôi thì bây giờ vợ chồng em trả cho anh chị đi. Làm sao em có một số tiền lớn như thế? Cái nhà của em đó chị hỏi giá rồi, 1 tỷ 3. Thôi thì bây giờ em đưa cho chị 300, chị đưa cho em 300, em để lại cái nhà cho chị. Con thấy như mình bị phản bội, con thấy thế giới này như sụp đổ và quay lưng với mình. Cái tình bạn mà con thấy thân thiết bây giờ tan nát. Và lúc đó con không biết nói gì với chồng con, bỏ cũng không được. Và thế là đành dọn nhà đi, mướn chỗ khác mà ở, cầm 300 triệu mất nguyên cái nhà. Thế là chúng con đi vào một cái hẻm, ở một cái phường rất là bé nhỏ, mà mướn một căn nhà và bắt đầu lại buôn bán tạp hóa lại. Nhưng mà Chúa thương lắm cha, và chúng con làm ăn lại được, người ta thương. Và dần dần chúng con mua được căn nhà bé bé. 4-5 năm sau gặp lại chị bạn ấy, chị ấy nói với con rằng: em ơi, chị khổ quá, em cháu của chị bây giờ nó bị ung thư và tốn không biết bao nhiêu tiền, em cho chị mượn vài trăm triệu để chị chữa bệnh cho cháu của chị. Cho không? Cha ơi, con cho không cha? Theo anh chị em cho không? Cho không? Tôi nói thiệt, và trong lòng của tôi là không muốn cho rồi đấy. Bạn bè gì mà. Nhưng mà tôi nói với chị ấy rằng: chị về cầu nguyện đi. Tôi cầu nguyện với chị. Và sau đó mà Chúa bảo chị như thế nào, chị làm như thế ấy. Ít ngày sau, chị ấy gọi điện cho tôi và nói rằng: cha, con quyết định rồi, con cho mượn. Bởi vì Chúa cho vợ chồng con nhiều quá, mà bây giờ người ta cần thì mình cũng chia sẻ, bởi vì đó đâu phải là tiền của con, tiền của Chúa cho. Thưa anh chị em, lòng thương xót là thế. Cho nên chúng ta mới hiểu tại sao Thánh Gioan nói với chúng ta chỉ có một lời duy nhất thôi. Thiên Chúa đã quá yêu thế gian và thí mạng vì chúng ta. Vậy thì anh chị em cũng hãy thí mạng vì nhau. Chúng ta thấy gì ở trên cây thập giá? Một tình yêu cho đến tận cùng. Cả mạng sống, cả nước,
cả máu, cả hơi thở. Chúng ta thấy gì nơi thánh thể mỗi ngày cũng y như vậy, một tình yêu cho đến tận cùng. Tình yêu ấy được bẻ ra và trao cho anh chị em. Cho dầu bàn tay của anh chị em và tôi có dơ bẩn, có sai chạm, hoặc là rất là trong, rất là sạch, thì Chúa vẫn trao thân mình vào cho chúng ta. Ngài vẫn không từ chối, và Ngài mời gọi chúng ta cũng y như vậy. Hãy biết bẻ cuộc đời của mình ra cho anh chị em của mình. Cứ mỗi lần mà tôi dâng thánh lễ, và có lẽ anh chị em không có để ý đâu, đó là cái giây phút mà tôi bẻ bánh. Lần nào cũng vậy thưa anh chị em, tôi rất là cảm động. Và có những lúc tôi hỏi Chúa rằng, lạy Chúa, con bẻ như vậy Chúa có đau không? Và tôi tin rằng Ngài hạnh phúc được trao và bẻ từng mảnh cuộc đời cho chúng ta. Trong tâm tình đó, giây phút này, tôi mời anh chị em cùng cầu nguyện. Mời anh chị em quỳ. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, Chúa dạy chúng con không chỉ là tha thứ 7 lần, không chỉ là làm chu toàn những lệ luật, mà còn phải yêu thương anh chị em chúng con cho đến tận cùng, như Chúa đã xót thương và yêu thương chúng con, như Chúa đã hiến thân mình, trao trọn vẹn cả cuộc đời, cả xác hồn, trọn vẹn thần tính cho chúng con, để chúng con được ơn chữa lành, để chúng con được ơn giao hòa với Thiên Chúa là Cha. Và không chỉ thế mà còn được hưởng phúc thiên đàng. Xin cho mọi người chúng con biết nhận ra rằng mình đang được xót thương, mình đang được lãnh nhận vô vàn ân huệ của Chúa, để rồi mỗi người chúng con lại mở lòng ra, biết tha thứ cho anh chị em của mình. Như chúng con đã nương náu vào trái tim của Chúa và đã tìm được ánh sáng của niềm hy vọng, ngay cả những khi bế tắc nhất, ngay cả những khi tù tội, thì xin cho mọi người chúng con cũng mở rộng vòng tay của mình, tâm hồn của mình, trở thành nơi êm ấm để cho anh chị em nương tựa. Và qua đó, chúng con trở thành những người chỉ đường, những người mang ánh sáng của niềm hy vọng đến cho anh chị em đang cần chúng con. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải của ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: tôi nghe người ta nói rất nhiều về anh đó, công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng: mình sẽ làm gì đây, vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia sẽ có người đón rước mình về nhà họ.
Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất: "Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?" Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu." Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác ngồi xuống mau, viết 50 thôi." Rồi anh hỏi người khác: "Còn bác nợ bao nhiêu vậy?" Người ấy đáp: 1000 giả lúa." Anh bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi." Và ông chủ khen tên bất lương quản gia đó là hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái của ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, trong tin mừng Luca có một câu hỏi thường xuyên được đặt ra. Và bài tin mừng chúng ta vừa mới nghe có câu hỏi đó. Chính vì vậy mà tối hôm nay tôi mời anh chị em cùng với tôi, chúng ta đặt câu hỏi đó cho chính mình. Câu hỏi đó là gì? Đó là câu hỏi mà quản gia đã tự hỏi mình: tôi sẽ làm gì đây? Tôi sẽ làm gì đây là một câu hỏi mà Thánh Luca đặt trên rất nhiều môi miệng của nhiều người trong tin mừng của Ngài và trong sách công vụ tông đồ. Và từ cái câu hỏi đó, từng dạng người trả lời câu hỏi đó, chúng ta có thể phân biệt được hai loại người. Thứ nhất là con cái của thế gian, thứ hai là con cái của ánh sáng của Thiên Chúa. Con cái của thế gian hay con cái của ánh sáng đều hỏi chung câu hỏi này: tôi sẽ làm gì đây? Đó là câu hỏi mà mỗi ngày chúng ta sẽ hỏi. Vậy thì nếu con cái thế gian hỏi tôi sẽ làm gì đây, họ sẽ làm gì? Bài tin mừng ngày hôm nay, cái ông quản gia này có thể được xem như là con cái của thế gian. Ông ta sống với chủ của mình và ông ta phung phí tài sản chủ của mình. Có nghĩa là ông ta không mang lại cho ông chủ này bất cứ một cái lợi ích gì. Và chủ thấy rằng ông ta làm thua thiệt, làm cho gia sản của mình ngày càng gọi là mất mát nhiều hơn. Và chủ quyết định rằng không cho ông làm quản gia nữa. Và câu chuyện anh chị em thấy rồi, ông ta khôn khéo vô cùng. Này, làm sao tôi phải làm gì đây để sau khi tôi thôi cái công việc này có người đón rước tôi? Anh nợ chủ tôi 1000 giả lúa ư? Viết lại 800 thôi. Anh nợ chủ tôi 100 thùng dầu ô liu thôi ư? Viết lại 50 thôi. Vậy thì chúng ta thấy con cái thế gian này có cái đặc tính gì? Thưa, lợi dụng chủ của mình. Lợi dụng chủ của mình để làm lợi cho mình. Trong đời sống đức tin của chúng ta cũng thế, thưa anh chị em. Coi chừng chúng ta lợi dụng Chúa của mình. Chúa của mình chỉ là phương tiện thôi. Cách đây khoảng mấy ngày, có một chị đến gặp tôi và nói với tôi như thế này: thưa cha, con bán quần áo ngoài chợ. Trước đây con bán cũng được khá lắm cha, nhưng mà từ ngày cái nhà bên kia, cái tiệm bên kia nó chiếu nguyên cái kiến vào cái tiệm của con, tự nhiên con bán ế đi. Cho nên là bây giờ con phải làm sao cha? Tôi mới hỏi chị ấy, trước khi mà chị đến với tôi thì chị đã đi những đâu rồi? Thưa cha, con có đi coi thầy. Thưa cha, thầy bùa. Thầy bảo con phải đặt một cái to hơn chiếu lại. Hóa ra là đức tin của mình có đó, nhưng mà mình không có sống. Hóa ra là mình tin Chúa, mình đi nhà thờ đó, nhưng mà xem ra khi mà gặp biến cố sự kiện đến, mình không chạy đến với Chúa trước tiên, mình chạy đến với ông thầy,
Rồi không biết ông thầy đã bày vẽ như thế nào, có lẽ không hiệu quả chăng? Bối rối như thế nào đó trong lương tâm mới tìm đến ông cha. Và sau cùng rồi, tôi gặp một trường hợp khác. Chị này chị bán nhựa, bàn ghế, chén bát nhựa lâu rồi, câu chuyện cũng lâu rồi. Chị ấy cũng vậy, nói với tôi rằng con bán buôn bán cũng được. Một ngày kia bạn bè của con rủ con đi coi tướng. Ông thầy tướng nói với con rằng cái lỗ mũi của chị xấu lắm, cho nên chị đi sửa đi. Sau khi con sửa lỗ mũi đó thì cha con buôn bán thất thoát nhiều hơn. Con đi ông thầy tướng khác, ông bảo tại chị sửa cái lỗ mũi đó cho nên cái lỗ mũi nó to hơn, bao nhiêu tiền của chị nó chạy hết. Hóa ra là chúng ta không tin vào Chúa của mình. Chúng ta không tin vào những gì gia sản phong phú là thân xác này, con người này, linh hồn này Chúa ban cho mình nó đẹp như thế nào, nó quý như thế nào, nó tuyệt vời như thế nào. Chúng ta không biết trân quý nó, chúng ta chê bai nó, chúng ta phung phí nó, chúng ta là quản lý bất lương, lợi dụng chủ của mình. Và nếu như thế, chúng ta không phải là con cái của ánh sáng, chúng ta là con cái của thế gian. Tôi sẽ làm gì đây? Câu hỏi này lại đặt trên môi miệng của một người khác, có một người phú hộ cũng trong Tin Mừng Luca. Người phú hộ đó rất là giàu có, hoa màu ruộng vườn đầy đủ. Tôi sẽ làm gì đây? Tôi sẽ làm thế này, tôi sẽ phá các kho kia, xây những kho lớn hơn, tích trữ thóc lúa gạo cho mình vào đó. Lúc đó tôi sẽ nhủ với lòng mình rằng, hồn tôi hỡi giờ đây của cải ê chề, dư xài nhiều năm thôi thì cứ nghỉ ngơi đi, cứ ăn uống vui chơi đi. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta, đồ ngốc, nổi đêm nay ta sẽ đòi mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó về tay ai? Câu hỏi tôi sẽ làm gì đây đó lại đặt trên môi miệng của một người khác. Người này xem ra cũng là con cái của thế gian. Đặc tính của anh ta không phải là lợi dụng chủ, đặc tính của anh ta là thu góp và hưởng thụ, chứ không chia sẻ. Có một người kể cho tôi nghe như thế này. Cha thấy kinh tế của mình sa sút như thế đó. Anh ta làm trong ngân hàng. Cha biết không, ngân hàng có những cái gói cho vay rất là lớn để giúp cho các doanh nghiệp. Nhưng mà thường các doanh nghiệp, những người cần thì không vay được. Những gói đó có thể nhỏ nhất là 1 tỷ, lớn hơn 100 tỷ. Những gói đó thường là rơi vào tay của những ông tay to mặt lớn, của những người quen biết, của những người thân thuộc, có thế giá, có địa vị. Và nếu mình là người quen biết thân thuộc như vậy đó, thì khi vay 100 tỷ đó, mình chỉ trả lại thay vì 6% thì trả có 4% thôi, bởi vì đặc biệt. Thế là cái người đó vay 100 tỷ đó mới thả vào một ngân hàng khác cho một ngân hàng khác vay. Và anh ta có tiền lời là 6%. Anh ta đem trả tiền lời cho cái ngân hàng mà anh ta rút được 100 tỷ đó 4%. Anh ta lời được 2%. Anh ta lại cho cái ngân hàng kia, nghĩa là thế chấp 100 tỷ, anh ta rút ra 200 tỷ. Anh ta lại mang sang một ngân hàng khác, anh ta cho ngân hàng đó mượn 200 tỷ. Anh ta cứ thế mà ăn cái chênh lệch mà giàu lên. Không phải làm gì hết. Tên công ty thì có đó, ăn cái chênh lệch đó. Ai thua thiệt? Ngân hàng thua thiệt. Nói sâu hơn, ai thua thiệt? Anh chị em, những người ngồi đây thua thiệt. Tiền trong ngân hàng là tiền ở đâu vậy? Tiền của anh chị em đó. Đó tôi gọi là gì?
cái khôn khéo của con cái thế gian, thu tích làm lợi cho mình. Anh chị em thấy cầu đường của mình đó, sửa không biết bao nhiêu là tiền. Thủ tướng cho phép sửa xây mới 7 chiếc cầu, mượn tiền của ngân hàng thế giới. Ai trả? Chúng ta trả. Mỗi chiếc cầu bao nhiêu chục tỷ, trăm tỷ. Tiền đi đâu? Đường xá tại sao cứ hư hoài vậy? Nhận một số tiền người ta không làm ngay, bỏ vào ngân hàng lấy lời cái đạo. Anh chị em biết cái khôn khéo của thế gian đó. Và lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta rằng không, chúng ta không phải là con cái của thế gian, chúng ta là con cái của ánh sáng. Và câu hỏi đó, tôi sẽ làm gì đây, lại một lần nữa vang lên từ môi miệng của những ai. Tôi sẽ làm gì đây, đám đông hỏi. Ông trả lời, ai có hai áo, đây là ông Gioan Tẩy Giả, thì hãy chia cho người không có. Ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Tôi sẽ làm gì đây, đó là những người thu thuế hỏi. Ông Gioan Tẩy Giả nói, đừng đòi hỏi quá mức ấn định những gì cho mình. Binh lính hỏi ông, tôi sẽ làm gì đây? Anh em nữa, chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình. Tôi sẽ làm gì đây? Ai có hai áo, chia cho người không có. Ai có củ ăn, cũng làm như vậy. Anh chị em về làm được không? Mở tủ ra tôi bảo đảm là không chỉ hai áo đâu, mấy trăm cái áo ở trong đó, cất đó, lâu lâu đem ra giặt giũ, xong rồi xếp lại. Ai có của ăn cũng làm như vậy. Tôi có một người bạn, anh ta làm phân phối sản phẩm computer, laptop, những cái sản phẩm điện tử cho các tỉnh nhỏ, những cái gọi là những cái đầu mối nhỏ ở tỉnh. Anh ta làm một công ty rất lớn ở Sài Gòn này. Nhưng mà mỗi lần họp với chủ thì anh ta đều bị chửi, đó là ngu. Mày làm bao nhiêu năm rồi mày vẫn ngu. Và anh ta nói với tôi rằng mình nhục lắm Vinh, suốt ngày cứ bị chửi là ngu. Và tôi nói với anh ta, quả thật là ông ngu thiệt. Tại sao vậy? Thưa là sản phẩm như thế nào, anh ta nói y như vậy. Anh ta nói thật. Anh ta chỉ cho cái người phân phối của mình rất là rõ, rằng cái này nó có những cái khuyết điểm như thế này, rằng cái này nó có những cái lợi như thế này. Và người ta không mua thì anh ta nói, ừ thôi cái này không tốt, để mình cái nào tốt hơn mình chuyển cho. Cho nên ông chủ la là đúng thôi. Nhưng mà bởi vì con người đó thật như thế đó, cho nên các tỉnh, những cái nơi mà gọi là các đại lý đó quý anh ta lắm. Mỗi lần mà anh ta đến, người ta đưa xe, người ta đón tiếp, người ta coi như trong nhà. Nhưng mà công ty thì bực mình lắm, bởi vì cái anh chàng này thật quá đi. Đó tôi gọi là gì? Sống cái nhân bản. Đó là điều mà Gioan Tẩy Giả bảo rằng, này có sao nói vậy, rằng này hãy hài lòng với đồng lương của mình, đừng tìm cách mưu mô lợi lộc mà thu thêm. Không biết anh chị em có cảm giác như thế nào khi mà sống hàng ngày trong công việc buôn bán. Tôi biết có rất là nhiều áp lực, nhưng mà bản thân tôi là linh mục khi ngồi tòa, có một điều tôi rất buồn, đó là chúng ta gian dối quá nhiều. Gian dối trong lời ăn tiếng nói, gian dối trong công việc hàng ngày. Cái gì chúng ta cũng có thể gian dối được. Chúng ta vẫn là con cái của thế gian. Cho nên hãy là con cái của ánh sáng, hãy sám hối đi. Cho nên Phaolô mới nói như thế này, khi mà Phêrô rao giảng trong sách Công vụ Tông đồ, thì dân chúng nghe Phêrô rao giảng và các tông đồ rao giảng
thì sách Công vụ Tông đồ tác giả cũng là Luca đó viết lại, họ đau đớn trong lòng và họ hỏi các tông đồ rằng: chúng tôi phải làm gì đây? Phêrô đáp: vậy anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội, và anh em sẽ lãnh nhận được ơn huệ của Thánh Thần. Hãy sám hối đi. Chúng ta đến với rất nhiều cầu xin lòng thương xót của Chúa, và chúng ta chiêm ngắm bức tượng này, chúng ta chiêm ngắm với tất cả lòng yêu mến. Và điều mà làm cho chúng ta bị đánh động nhất là gì? Là dòng máu và dòng nước từ trái tim Chúa Giêsu Kitô chảy ra. Thưa, tại sao nó chảy ra vậy? Thưa, bởi vì có một lưỡi đồng đâm thâu. Lưỡi đồng đó là gì? Là sự ác của thế gian, là sự tội, là mỗi người chúng ta đâm vào trái tim của Ngài. Nhưng mà trái tim đó, thưa anh chị em, chảy máu và nước ra. Máu và nước đó trở thành tình yêu, trở thành ân sủng cứu độ, tẩy xóa chúng ta, làm cho chúng ta được tinh tuyền, làm cho chúng ta được trở thành con người mới, trở thành dòng máu và dòng nước mà sau này khi chúng ta chịu bí tích thanh tẩy, là chúng ta được chính dòng máu dòng nước đó thanh tẩy mình. Mình được dìm vào lòng, vào trong cái lòng thương xót đó của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên hãy sám hối đi. Đúng là tội của con đã đâm Chúa đó, nhưng mà thay vì Chúa kết án phạt con, thì lòng thương xót Chúa đã chữa lành con và cứu độ con. Và không chỉ thế, còn ban cho con ân huệ là Thánh Thần. Thần khí mà anh em lãnh nhận đâu phải là tinh thần nô lệ khiến anh em phải sợ sệt, nhưng là thần khí làm cho anh em trở thành con, trở thành nghĩa tử, khiến anh em có thể kêu lên: Abba, Cha ơi. Thần khí đó có hoa trái là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta ra về, chúng ta quyết tâm đi, sám hối đi, hỏi mình rằng: tôi sẽ làm gì đây? Và tôi là ai? Con cái của ánh sáng hay con cái của thế gian? Con cái của Thiên Chúa hay con cái của ma quỷ? Và nếu tôi là con cái của ánh sáng, con cái của Thiên Chúa, tôi phải điều chỉnh lại lời ăn, tiếng nói, việc làm, cuộc sống của tôi. Và khi đó chúng ta mới thật sự là con cái của Đức Chúa Trời. Tôi đi giảng ở ngoài Hải Dương, có gặp hai bà cụ rất là già, năm nay chắc cũng phải là 70. Hai chị em đó không có chồng con gì cả, cũng không có nhà cửa gì cả, sống trên một chiếc ghe ở ven sông, một con sông nhỏ ở Hải Dương. Hằng ngày làm nghề đánh cá và bán cá. Những con cá ở dòng sông bé nhỏ đó thật sự chẳng là bao nhiêu, rất nghèo. Nhưng mà hai khuôn mặt đó là hai khuôn mặt rất thân thương với cái ngôi nhà thờ mà tôi đến giúp. Lễ nào cũng có mặt. Trong nhà thờ đó cần việc gì, hai chị em đó đều đến và giúp. Lâu lâu lại chắc bóp một chút đồng tiền bé nhỏ của mình để góp cho quỹ bác ái, khi thì mua xe đạp, khi thì mua sữa, khi thì mua thuốc để phát cho người nghèo. Đó là hai khuôn mặt rất gần gũi và thân thương. Và ai cũng biết hai chị em đó rất là nghèo, ai cũng biết hai chị em đó rất là sốt sắng, và ai cũng biết hai chị em đó rất là yêu mến Chúa. Mỗi lần tôi đến đó tôi tiếp xúc, thì hai cụ đó luôn luôn là tươi cười, không bao giờ trách Chúa, không bao giờ oán than là tại sao Chúa không cho con một căn nhà, tại sao suốt cả cuộc đời của con khổ như thế này. Mà miền Bắc, thưa anh chị em, mùa nắng, mùa ấm mà ở trên ghe thì đỡ lắm, vào mùa đông giá rét
mà ở trên ghe thì khổ lắm. Nhưng mà hai gương mặt đó luôn luôn tươi cười, đem niềm vui lại cho giáo xứ. Họ không lợi dụng Chúa, họ không phiền trách Chúa, họ đón nhận hết tất cả những gì Chúa cho, và họ còn biết chia sẻ nữa. Họ mang lại hoa trái của thần khí là bác ái, là hoan lạc, là bình an, là từ tâm, là khiêm nhung, là yêu mến. Họ là con cái của ánh sáng. Cho nên tối hôm nay tôi gợi ý với anh chị em một câu hỏi thôi mà Thánh Luca đã đặt ra trong bài tin mừng: tôi sẽ làm gì đây? Và với câu trả lời của câu hỏi đó, chúng ta sẽ biết được rằng tôi là con cái của Thiên Chúa, con cái của ánh sáng, hay tôi là con cái của thế gian, con cái của ma quỷ. Xin lòng thương xót của Chúa, trái tim mà từ đó chảy ra máu và nước, tẩy xóa chúng ta, thanh luyện chúng ta, biến đổi chúng ta, và cho chúng ta được trở thành con cái của lòng xót thương. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: thưa ngài, chúng tôi tin. Bấy giờ người sờ vào mắt họ và nói: các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: coi chừng, đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa mới nghe có một chi tiết mà đôi lúc chúng ta bỏ qua. Nhưng mà tôi nghĩ chi tiết này là một chi tiết quan trọng. Chúng ta biết rằng hai anh mù này nghe Chúa Giêsu đi ngang qua thì kêu xin người: lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Chúng ta ghi nhận điều đó. Nhưng mà có một cái chi tiết rất là đặc biệt, tin mừng viết như thế này: khi Đức Giêsu về đến nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần người. Điều đó có nghĩa là gì thưa anh chị em? Trong suốt con đường mà Đức Giêsu Kitô đi đó, hai người mù này đi theo. Và anh chị em biết rằng Chúa Giêsu của mình thì mắt sáng, còn hai người này thì mù.
Mù mà đi là bình thường đã khó rồi, mà anh chị em biết Chúa của mình đó, Ngài đâu có đi mà một hai nơi đâu, Ngài đi rất là nhiều chỗ. Cho nên hai anh này phải lần mò đi trong bóng đêm và đi theo Chúa. Và tôi nghĩ rằng không chỉ là hai anh ấy đi tự sức mình, mà đi cùng với một cộng đoàn. Những người đi theo Chúa đã dìu dắt hai anh này cùng đi theo Ngài. Và đi đến đâu? Thưa, về đến nhà của Ngài. Đó ta gọi là gì? Ta gọi là hành trình đức tin. Đó là hình bóng của hội thánh, thưa anh chị em. Hội thánh là một cộng đoàn đi theo Đức Kitô, mà nơi đó có những người sáng mắt thấy đường, có những người mù. Và những người sáng mắt đó sẽ dìu dắt anh chị em của mình đó trong bóng đêm đó. Và tất cả dù ở trong tình trạng nào thì đều đi theo Đức Kitô. Và Đức Kitô Ngài đi đâu? Thưa, Ngài đi về nhà của Ngài. Hãy nói theo một cách khác, Chúa Giêsu Kitô đi về nhà Cha. Và cả cộng đoàn hội thánh đó trên một con đường đó cùng tiến về nhà Cha với Đức Giêsu Kitô. Cộng đoàn đó thu nhỏ là giáo xứ của chúng ta. Giáo xứ của chúng ta là nơi mà có tất cả anh chị em, những người rất thánh thiện, rất đạo đức, nhưng cũng có những con người còn đang vướng vào những đam mê này, những tội lỗi kia, đang mắc những căn bệnh thể lý cũng như tâm hồn này. Và tất cả chúng ta không mạnh ai nấy đi, nhưng chúng ta đi như là một cộng đoàn cùng bước đi với Chúa Giêsu Kitô trong niềm tin rằng Chúa sẽ chữa mình. Và trong lời cầu nguyện liên lỉ rằng: lạy Đức Giêsu Kitô, con vua David, con Thiên Chúa, xin thương xót tôi. Và cộng đoàn thu nhỏ hơn nữa là gì? Thưa, là chính gia đình của mình. Trong gia đình đó có những thành viên rất là đạo đức, cũng như có những người con, người bố, người mẹ, người ông, người bà, người anh, người chị, người em nào đó, một cách nào đó đang mang nơi mình những vết thương trong tâm hồn. Và chúng ta không đi một mình, như một cộng đoàn, như một gia đình, chúng ta cùng tiến bước theo Đức Giêsu. Và chúng ta bước đi trong lời cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót con, xin chữa lành con. Và lời Chúa vẫn nói với chúng ta, tất cả mọi người rằng: này anh chị em, gia đình của con, giáo xứ của con, có tin rằng ta sẽ làm được điều đó không? Và nếu chúng ta nói rằng con tin, thì lập tức chúng ta sẽ được Chúa chạm vào. Sự chạm vào đó bằng đôi mắt tâm hồn của chúng ta, sự chạm vào đó vào trong tâm hồn con người, gia đình, giáo xứ của chúng ta, và lập tức chúng ta sẽ được chữa lành, được sáng mắt. Khi nói đến gia đình, Đức Thánh Cha của chúng ta viết những lời sau đây: gia đình hiện nay, sự suy yếu các mối tương quan đặc biệt nghiêm trọng, vì gia đình là tế bào cơ bản của xã hội. Sẽ không có gia đình nếu như không có giáo xứ, nếu không có gia đình thì cũng không có giáo xứ, cũng không có xã hội. Khi chúng tôi đi làm đại phúc đến một giáo xứ, thì thường tất cả các cha trong đoàn đại phúc sẽ hỏi cha xứ rằng, không phải hỏi rằng: thưa cha xứ, giáo xứ của cha có bao nhiêu người? Thưa không. Thưa cha xứ, giáo xứ của cha có bao nhiêu gia đình? Bởi vì gia đình là nơi sống đức tin, bởi vì nơi gia đình đó kết tụ lại trở thành một giáo xứ. Giáo xứ sẽ không là một giáo xứ đúng nghĩa mà nơi đó cháy lửa đức tin, nếu như ngọn lửa đức tin đó không được thắp, không được đốt, không được chiếu sáng nơi gia đình. Chính vì vậy mà đối với Đức Thánh Cha, gia đình vô cùng quan trọng. Và Ngài viết như thế này: chính nơi gia đình đó mà chúng ta học cách sống với nhau và đón nhận sự khác biệt nhau. Chính nơi gia đình đó mà chúng ta học thuộc về nhau. Và chính nơi gia đình đó mà cha mẹ truyền thụ đức tin cho con cái.
Và Đức Thánh Cha nói tiếp: hôn nhân bây giờ có khuynh hướng được coi như là một hình thức thỏa mãn tình cảm đơn thuần, và có thể được xây dựng bằng mọi hình thức hoặc thay đổi tùy ý. Thú thật với anh chị em là khi soạn cái bài này, tôi không hề biết cái vở kịch mà các bạn diễn. Nhưng mà nơi cái vở kịch mà các bạn diễn mà chúng ta vừa mới xem đó, nó phản ảnh cái gì? Nó phản ảnh một tình trạng xã hội mà hôn nhân gia đình được xây dựng trên một nền tảng là khác. Đó là tình cảm của con người, mà tình cảm đó có thể thay đổi. Hội đồng giám mục Pháp viết như thế này: hôn nhân không phát xuất từ cảm xúc yêu thương theo những định nghĩa có tính phù du, thay đổi dễ dàng, nhưng một nghĩa vụ sâu xa được chấp nhận bởi đôi vợ chồng ưng thuận đi vào một sự hiệp thông đời sống trọn vẹn. Cái khổ là ngày hôm nay con người ta bị cuốn vào cuộc sống này và có quá nhiều mối bận tâm để lo lắng. Người ta không còn thấy hết được cái vai trò nghĩa vụ hôn nhân gia đình, và thấy đơn giản là mình làm sao có thật tiền, nhiều tiền để lo cho vợ, lo cho con và gia đình, có tiền là câu trả lời cho tất cả. Nhưng mà không phải thế. Đứa con nó cần tình thương, nó cần sự dạy dỗ của bố mẹ, gia đình cần sự quan tâm của mỗi thành viên với nhau. Và dường như chúng ta thiếu điều đó. Chúng ta quên mất rằng sự khác biệt nhau đó là giúp cho chúng ta trở nên phong phú hơn và tạo thành mối hiệp nhất yêu thương trong gia đình của mình. Và đôi lúc chúng ta biến cái người đối tượng của mình đó, người vợ, người chồng của mình đó, trở thành nơi để chúng ta trút giận, để chúng ta dựa dẫm, để chúng ta vô trách nhiệm. Có một anh chồng nói với tôi như thế này: thưa cha cầu nguyện cho con, mỗi lần con nóng tính lên về nhà mà thấy vợ con mà chướng tai gai mắt là con đánh. Mà con đánh vợ xong là thưa cha con ăn năn là con khóc, cho nên lần nào đánh vợ xong con cũng khóc. Tôi mới nói với anh ta rằng tôi không biết là anh có khóc không, nhưng mà tôi tin chắc là vợ anh khóc. Rồi tôi hỏi thật anh là anh có thương vợ không? Thưa thương. Hỏi có đánh vợ nữa không? Chưa biết cha. Có thật đấy anh chị em. Tôi nói với anh ấy rằng như vậy anh chẳng có thương vợ anh đâu. Bởi vì khi anh đánh vợ thì gân cốt của anh được giãn nở. Và khi anh khóc, anh chị em biết trong tâm lý học, khóc là một trong những cách thế để xả stress tuyệt vời nhất. Vợ của anh thì đau khổ, còn anh thì được xả stress. Đó không phải là thương vợ. Chúng tôi đi đến một giáo xứ, và đây là một câu chuyện mà ai cũng biết, và cha xứ cũng trả lời một cách rất là thẳng thắn. Đó là sau khi mà các cha trong đoàn Đại Phúc mà ngồi tòa sau một đêm thì vào, tôi nói với cha xứ là: cha, sao mà các chị các bà giáo xứ của cha anh hùng quá vậy? Cha xứ hỏi sao? Con và tất cả chúng con đều nghe một cái tội rất là đặc biệt, đó là thưa cha con có đập lộn với chồng con. Sao mà can đảm mà đánh nhau dữ vậy? Cha xứ nói: thôi rồi, con quên nói với cha. Thưa cha, cái vùng này người ta đập lộn có nghĩa là cãi lộn đó cha. Có đó thưa anh chị em, trong gia đình những khó khăn. Nhưng mà Đức Thánh Cha nói gì? Cái khác biệt đó nó tạo thành sự phong phú trong gia đình, nó bổ sung cho nhau và khiến cho nhau đến với nhau, hiệp nhất với nhau trong cái sự khác biệt đó. Giống như cái hình ảnh mà trong Kinh Thánh chúng ta vẫn thường nói với nhau, khi mà Chúa dựng nên Eva. Chúa không dựng nên Eva một Eva giống y Adam, thưa không, hoàn toàn khác với Adam. Và là nửa bên kia của Adam, là chiếc xương sườn của Adam, cho đến nỗi Adam tìm được cái người đối tượng phối ngẫu của mình và reo vui: ôi là đây bởi xương tôi, đây là thịt bởi thịt tôi, nàng và tôi là một. Nơi đó chúng ta học gì? Học cách
thuộc về nhau, quan trọng vô cùng. Nơi đó chúng ta học gì? Học cách truyền sự sống cho nhau. Tình yêu nơi người vợ là một tình yêu hoàn toàn nữ tính. Tình yêu nơi người chồng là một tình yêu hoàn toàn nam tính. Nhưng mà tình yêu nơi người vợ đó và tình yêu nơi người chồng đó khiến cho người vợ không còn quy về mình mà hướng hết về chồng của mình, khiến cho người chồng không còn quy về mình và hướng hết về vợ của mình, khiến cho họ hướng về nhau trong cái khác biệt đó và khiến cho họ nên một với nhau, và hai cái tình yêu nam nữ khác biệt đó kết hợp với nhau trở nên trọn vẹn và được hiện thân một cách cụ thể bằng xương thịt nơi con cái của mình. Cho nên chính trong cái đời sống gia đình đó, chúng ta học đón nhận nhau trong khác biệt, chúng ta học thuộc về nhau, chúng ta học truyền tình yêu và sự sống cho nhau. Và Đức Thánh Cha nói còn một yếu tố quan trọng nữa, đó là học truyền đức tin cho nhau. Chúng ta quên mất điều này. Là người Công giáo, chúng ta lo cho con của mình ăn học rất là đàng hoàng. Chúng ta thương con của mình, lo lắng cho con của mình. Chúng ta quên mất một điều, mình phải cho con của mình cái gia tài quý giá mà thế gian này không cho được. Không ai có thể dạy cho con của mình được, không ai có thể cho con của mình được. Thưa, đó là đời sống đức tin. Một chị nói với tôi như thế này: thưa cha, tạ ơn Chúa đã ban cho con đức tin, để nhờ có đức tin đó mà khi gặp gian nan thử thách khốn khó, con biết bám vào Chúa. Anh chị em có tin rằng anh chị em sẽ đi và sống và lo cho con anh chị em cho đến trọn đời của nó không? Thưa không. Chúng ta không có đủ quyền năng để làm được điều đó, ngay cả trên cuộc đời của mình. Vậy thì tại sao mình không giao gia đình của mình, chồng của mình, vợ của mình, con cái của mình vào trong bàn tay của Thiên Chúa? Hay nói một cách khác, tại sao chúng ta không truyền đức tin cho nhau? Một người vợ nói với tôi như thế này: thưa cha, con lấy chồng, chồng không có đạo, chúng con làm phép chuẩn, đạo ai nấy giữ. Nhưng mà con nói với chồng của con rằng là cho em được phép giữ đạo, rửa tội cho con cái và cho con cái theo đạo. Anh chồng đồng ý. Cho em được phép đi nhà thờ và tối đọc kinh. Anh chồng đồng ý. Thương vợ, thương con, cho nên chủ nhật nào cũng vậy, chở vợ con đi nhà thờ. Nhưng mà vợ con vào nhà thờ đi lễ thì chồng ngồi bên ngoài đi uống cà phê. Nhưng mà từ từ thấy nó cũng kỳ, cho nên thôi vào đi lễ chung, vào những dịp lễ đặc biệt. Tối cũng vậy, tối nào bà vợ cũng quy tụ con cái trước bàn thờ đọc kinh, chồng ngồi đọc báo. Thấy áy náy quá, thôi không đọc báo nữa, đi vô phòng. Ngồi trong phòng vợ con của mình đọc kinh ngoài này thấy kỳ quá, thôi đọc kinh ngồi đọc chung, đọc riết thành thuộc. Rồi đi nhà thờ với vợ con, đọc kinh với vợ con. Dần dần anh ta làm sao? Xin theo đạo. Rồi chưa hết, đây là câu chuyện hai vợ chồng tôi gặp ở bên Mỹ. Anh ta trở thành chủ tịch hội đồng giáo xứ. Chưa hết, nghe nói là trên địa phận Đức Cha mời gọi giáo dân có ai đó tình nguyện đi học 4 năm để làm phó tế. Thế là chồng đi học với điều kiện là người ta yêu cầu là hai vợ chồng cùng đi học. Một mình ông chồng làm phó tế thôi, nhưng mà bà vợ cũng phải đi học để biết công việc của chồng. Và thế là anh ta đi học và trở thành phó tế. Người vợ đó, thưa anh chị em, đã truyền đức tin cho chồng của mình. Một người mẹ, mỗi lần tôi gặp bà đều khóc: cha ơi, cha cầu nguyện cho con của con nó sang Campuchia, nó đánh bài, nó nợ 30 triệu. Bây giờ người ta đòi, nếu mà không trả người ta chặt tay của nó. Con mới đi chạy trả được cho nó rồi. Vài tháng sau tôi đi giảng gặp lại bà: cha ơi, con của con nó lại làm nợ tiếp rồi cha, 10 mấy triệu nữa. Hỏi tiền đâu mà bà trả? Thưa cha, con đi mượn. Mượn rồi lại mẹ đẻ lại con. Nước mắt cứ đầm đìa.
phải làm sao cha? Tôi nói với bà cầu nguyện đi, tôi cũng cầu nguyện với bà. Và một thời gian sau lại gặp: cha ơi, con của con nó về với con rồi, hôm nay nó chở con đi nhà thờ, con mừng quá, nhưng mà con không biết nó được bao nhiêu ngày. Tôi lại nói với bà: được ngày nào tạ ơn Chúa ngày đó. Thưa anh chị em, chúng ta không thể sống đời gia đình của mình nếu không có Chúa. Giáo xứ của chúng ta không thể đi chung với nhau được nếu không có Chúa. Hội thánh của Chúa Giêsu Kitô không thể hành trình trên trần gian này được nếu không có Chúa. Chúng ta phải đi theo Đức Kitô, cho dầu là chúng ta ở trong tình trạng nào, cho dầu đó là một tình trạng mù, thì vẫn phải đi theo Chúa của mình. Và đi như thế nào? Hãy chiêm ngắm mẹ của chúng ta. Sắp tới chúng ta mừng lễ mẹ vô nhiệm. Mẹ đã đi theo Chúa từ Nazareth đến Bethlehem, đi sang Ai Cập, trở về Nazareth, mọi nẻo đường trên Jerusalem, và cuối cùng đến núi Sò. Mẹ vừa đi vừa khóc, mẹ vừa đi vừa vui mừng, vừa hớn hở, vừa chia sẻ niềm vui với con của mình. Mẹ vừa đi mà mũi tên đâm thấu lòng mẹ. Mẹ vẫn đi theo Chúa, chân mẹ không rời. Nói theo ngôn ngữ của Kinh Thánh đó là gì? Chúa trách dân của Chúa đã có những giây phút không đi theo Chúa. Chúa trách dân của Chúa như là một người đàn bà ngoại tình khi bỏ Chúa mà đi theo người khác. Một lần nữa, Chúa nói với Hô-sê: ngươi hãy đi yêu một người đàn bà đang có tình nhân và đang ngoại tình, cũng như Đức Chúa yêu con cái Israel, trong khi chúng lại quay lưng đi theo các thần khác và thích bánh nho. Bánh nho anh chị em ăn chưa? Ăn rồi, ngon không? Ngon. Dân Do Thái mỗi lần ăn tiệc thì luôn ăn bánh không men. Bánh không men tượng trưng gì? Thưa, tượng trưng cho sự tinh tuyền, không để cho bất cứ một thứ men nào pha trộn, để nói về cái lòng trung tín thủy chung của dân đối với Chúa. Chúng ta nói về mẹ của chúng ta với ơn vô nhiệm. Nói một cách khác là gì? Mẹ yêu Chúa bằng một lòng tinh tuyền trong sạch, không một chút bợn nhơ, không một chút men xấu nào, không có một chút men nào. Một đức tin trọn vẹn, một tình yêu trọn vẹn, một trái tim, một tâm hồn trọn vẹn đi theo Chúa của mình. Còn coi chừng đức tin của chúng ta không trọn vẹn, chúng ta không phải là bánh không men, chúng ta là bánh có đủ mọi thứ men. Chúng ta đưa vào nhà của chúng ta, tâm hồn của chúng ta, thân xác của chúng ta, đủ mọi thứ ô uế. Cách đây không lâu, khoảng chừng một tháng thôi, tôi gặp một chị. Chị đó nói với tôi như thế này: thưa cha, con đạo mới, lấy chồng có đạo, theo đạo chồng, nhưng mà anh chồng không có dự đạo nên con cũng không có dự đạo. Rồi sau đó chúng con có với nhau hai đứa con. Rồi sau đó anh ta bỏ con, anh ta có bồ. Rồi bây giờ anh ta bỏ con luôn rồi, anh ta đi ở với bà vợ bé rồi. Bây giờ con một mình nuôi con. Trong cái lúc mà đức tin con trao đạo thì con đưa hết bao nhiêu thứ thần thánh, Phật đồ, thần tài, rồi đủ mọi thứ con đưa về con thờ giống như ngày xưa vậy. Rồi người ta bảo con là đi sang Campuchia đi, đi sang đó chuộc bùa để giữ chồng của mình. Rồi con cũng đi. Người ta bảo rằng đi sang Campuchia đi, đi sang bên đó chuộc bùa để làm ăn buôn bán. Rồi con cũng đi. Bây giờ con buôn bán sa súc, chồng con thì bỏ con, con phải làm sao cha? Tôi nói với chị ấy nè: bây giờ chị có can đảm không? Chị có dám liều mình với Chúa một lần trong đời không? Dọn hết đi.
chị có dám quay lại với Chúa không? Và để Chúa làm Chúa, làm chủ cuộc đời của chị không? Tôi không ép chị, tôi cho chị suy nghĩ, có gì gọi điện cho tôi. Một ngày sau, chị ấy gọi điện và nói: thưa cha, con quyết định rồi, cha đến cha dọn giùm con đi. Tôi đem hai cái bao cát đến dọn. Đầu tiên tôi bắt đầu khiêng thần tài và thổ địa bỏ vào bao. Sau đó bắt đầu khiêng các tượng. Khi tôi chạm vào một cái liễn viết chữ tàu, tôi không biết là chữ gì. Đó là cái liễn bùa chuột ở bên Campuchia đấy. Tôi chạm vào tôi mới có cầm nó xuống thôi. Thì bần thần, tay chân bắt đầu giống như hết sức vậy. Thế lực của sự dự có, thưa anh chị em. Tôi sức dầu thánh, tôi đọc kinh lạy cha, vừa hết kinh lạy cha, trở lại bình thường. Tôi gom được đúng hai bao, đủ mọi thứ tượng. Có cả cái tượng cái ông gì đó mà mặt thì hình con voi, thân thì hình người. Bà chủ nói với tôi rằng: chuột cái đó 30 triệu đó cha. Tôi khiêng hết đem lên một cái chùa, sau đó làm phép nhà, làm phép tượng. Sang đến cái bước thứ hai, đó là gì? Đốt bùa bằng giấy, bằng ni lông, bằng vải, đốt hoài không cháy anh chị em. Tôi phải cầu nguyện và nói với Chúa rằng: Chúa đốt giùm con đi, cho con đốt nó không cháy. Và sau đó thì sao? Cháy. Chúng ta mang cái gì vào nhà của mình vậy? Ô uế. Chúng ta thích ăn bánh nho, chúng ta thích ăn đủ mọi thứ bánh, trừ bánh không men. Bởi vì sao? Nó nhạt. Bởi vì sao? Nó không có vị gì cả. Nhưng mà các thánh là ai? Là những người đã ăn bánh không men, là những người đã can đảm giặt đời mình trong máu con chiên. Mẹ của chúng ta là ai? Là những người đã tín trung trọn vẹn đi theo Chúa cho đến cùng. Ngày anh chị em và tôi lãnh bí tích thánh tẩy là ngày mà chúng ta đã được mặc áo trắng, là ngày mà chúng ta đã được cử hành cùng với Đức Giêsu Kitô bánh không men. Và bánh không men đó được biến đổi trở thành chính mình máu thánh Chúa. Chúng ta vừa ăn mình máu thánh Chúa, chúng ta vừa đón mình máu thánh Chúa. Nói theo ngôn ngữ của Phao-lô, thân xác này là đền thờ của Chúa Giêsu Kitô. Khi anh chị em đón nhận Đức Giêsu Kitô là thân xác của anh chị em và tôi, và linh hồn của chúng ta trở thành nhà tạm của Chúa Cứu Thế, trở thành đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi, đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và chúng ta đã đem gì vào trong đó? Chúng ta đem đủ mọi thứ ô uế vào trong thân xác chúng ta, vào trong tâm hồn chúng ta, vào trong gia đình chúng ta, vào trong giáo xứ của chúng ta. Cho nên chúng ta bước vào năm phụng vụ mới, chúng ta hãy hành trình và đi theo Chúa Cứu Thế, đi theo Thiên Chúa, đi theo Chúa Giêsu Kitô, và hãy cùng với mẹ của chúng ta, mẹ vô nhiệm đó, mà làm một cuộc tổng vệ sinh. Xin tất cả anh chị em chúng ta hãy đi xưng tội, hãy sám hối và điều chỉnh đời sống của mình, để tất cả những gì là ô uế, là không thuộc về Chúa, chúng ta thanh tẩy khỏi giáo xứ, khỏi gia đình, khỏi tâm hồn của mình, và biến con người của mình, gia đình của mình, giáo xứ của mình trở thành đền thờ của Thiên Chúa, trở thành nhà tạm mà nơi đó Chúa Giêsu Kitô ngự. Và chúng ta nói với Ngài: lạy Thầy, xin đến với con, xin ở với con, xin chạm vào con, bởi vì con tin rằng Chúa có đủ quyền năng để giải thoát con. Và khi được Chúa chạm vào rồi, Chúa đụng vào rồi, chúng ta sẽ vui mừng. Và giống như hai người mù trong bài tin mừng ngày hôm nay, anh ta không giữ kín được, anh ta loan cái tin vui đó khắp nơi cho anh chị em của mình. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, xin Chúa chữa lành cho chúng ta, và khiến chúng ta trở thành những con người của ánh sáng.